Hello, xin chào cả nhà. Đó, lại về một em máy siêu đẹp nha cả nhà, xuất sắc. Đó, phù hợp cho anh em sưu tầm, biếu tặng hoặc là anh em dùng xuân năm này nha. Đó, những chiếc máy zin đẹp thế này là cực hiếm nha cả nhà. Đó, da zin còn mới tinh luôn, da zin còn ken nha cả nhà. Đó, vỏ còn rất là đẹp nha cả nhà, trông vỏ còn đẹp xuất sắc. À, em giới thiệu sơ về chiếc máy này nha. Chiếc này là Varatos Ascanstino. Xuất xứ nó là chính hãng Anh Quốc nha cả nhà. Tình trạng là cam kết là nguyên zin, đẹp 98% trở lên nha, trên 98%. Nói chung còn đẹp kem mới tinh nè. Da zin nè, cả nhà thấy không? Da zin mà còn kem mới tinh nè. Đó, qua chi tiết anh em xem đó. Chiếc này thì có sản xuất là chiếc này là sản xuất tháng 7 2011 và chỉ lifetime của nó chỉ 3 giờ 55 phút thôi. Chung chiếc này chỉ trưng bày và trải nghiệm thôi nha cả nhà, mới tinh nè, đẹp xuất sắc nha cả nhà. Chung máy đẹp kem đó, mặt sau đây đó, xuất sắc nha cả nhà. Đó, phù hợp cho anh em sưu tầm, biếu tặng hoặc là anh em dùng test nha nha. Bên em thì mua bán thì cam kết trên giấy tờ đầy đủ hết, cam kết chính hãng, cam kết nguyên zin và mua bán cam kết trên giấy tờ bảo hành đầy đủ nha, bảo hành 2 năm, ship hàng toàn quốc nha. Anh em ở gần thì em sẽ giao liền trong ngày luôn, còn anh em ở xa thì em sẽ gửi chuyển phát nhanh. Nhưng mà anh em nhớ nha, cọc trước thì em mới gửi hàng nha, còn anh em là mua hàng mà không cọc thì thôi mình đừng có liên hệ với nhau nữa nha, mất công tốn thời gian đâu bê. Đó, số điện thoại của em đây, anh em mà tin tưởng thì cứ kết bạn Zalo Facebook của mình, còn anh em nào mua hàng mà không tin tưởng thôi mình đừng kết bạn với nhau nha, tốn thời gian, thứ nhất là tốn thời gian đâu bê. Đấy, số điện thoại em đây 0936 177 777. Em là nick của em là Quang Minh Veto nha, Facebook Zalo đầy đủ hết, da riêng còn rất đẹp nha cả nhà. Đó, anh em là năm nay mà đen quá thì dùng chiếc này cho sang năm cho nó đổi vặn nha, cho nó đỏ lên nha. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem cái video này. À, chiếc này giá không tốt thôi nha, giá rất tốt nha. Ngày xưa thì hơn 200 triệu nhưng bây giờ chỉ ngang chiếc 88 đen hoặc nâu thôi nha. Rồi, cả nhà nào quan tâm thì cứ nhắn em. Đó, cảm ơn cả nhà đã xem clip này nha. Đó, quay chi tiết cho anh em xem nè. Chung là máy ngoại hình còn rất là kem nha cả nhà, cam kết nguyên riêng, cam kết chính hãng, mua bán là trên giấy tờ đầy đủ hết. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem cái video này. Hẹn cả nhà ở video tiếp theo.